Đây mình sẽ quay cho các bạn xem mẹ mình nhóm bếp củi để nấu cắm lợn các bạn ạ. Nhà mình xếp rất nhiều củi ở đằng sau đây. Đây là cái bếp để nhà mình chuyên nấu cắm lợn. Củi được xếp hai bên và để một chỗ hở ở giữa để có khí vào nha các bạn. Như vậy thì đốt nó sẽ cháy. Nhà mình thì có rất là nhiều củi. Củi thì đều là lấy ở trong vườn. Nhà mình tự trồng cây. Như những nhà khác là họ sẽ phải đi vào tận trong rừng sâu để lấy củi, nhưng mà củi nhà mình thì không cần phải đi đâu xa lấy cả. Tại vì bố mình trồng rất là nhiều cây trong vườn. Đó các bạn ạ, chuẩn bị cháy rồi. Mùa đông này có cái bếp củi để sưởi ấm là rất là thích. Mình có thể mang sắn hoặc là khoai ra đây nướng. Cháy rồi các bạn ạ. Củi bắt đầu cháy to rồi. Đây, mình cho các bạn xem này. Củi nhà mình rất là nhiều luôn. Ở đây một ít và ở ngoài kia thì rất là nhiều. Ngoài kia nhà mình còn rất là nhiều luôn. Mẹ mình sẽ nấu cắm lợn bằng cái nồi to kia. Lợn nhà mình phải nấu bằng nồi to đến mới đủ các bạn ạ. Bếp lửa này chỉ cần củi khô là cháy rất là nhanh, không phải mất thời gian lâu. Đầu cháy to dần rồi các bạn ạ. Cái này vì nồi to nên là mẹ mình phải cho rất là nhiều củi. Cái nồi nhà mình rất là to. Mùa đông mà có cái nồi bếp củi như này để ngồi sưởi rất là thích.
Mẹ mình cho rất là nhiều củi các bạn ạ. Rất là ấm phải không các bạn? Ngồi cạnh bếp củi cảm giác rất là thích. Như trở về tuổi thơ vậy các bạn. Chúng ta có thể mang ngô, mang khoai tây lên nướng cũng được. Nhà các bạn có bếp củi không? Đó các bạn. Cháy rất là to. Các bạn có biết nhà bếp củi giống mình không? Mình chắc chắn là bây giờ là rất ít người biết, còn biết nhóm bếp củi. Bây giờ mọi người toàn dùng bếp ga với bếp điện, bếp từ. Nên là chỉ có ở nông thôn mới còn bếp củi thôi các bạn ạ. Ok, đây. Đây là toàn cảnh khu bếp của mẹ mình nấu cắm lợn. Bếp này chỉ chuyên nấu cắm lợn thôi các bạn ạ. Củi mẹ mình mang về đây rất là nhiều. Nấu một nồi rất là to luôn. Cháy tực lên rồi các bạn. Cảm giác như nồi nấu bánh chưng vậy các bạn. Nhìn không khí rất là ấm áp.